nó cũng rất là day dứt, rất là áy náy khi không được tìm hết những đồng bào để đã mất để động viên những người còn sống. Buồn mà những cái phương án mình đưa ra gần như là làm nó cũng đấy, cái đầu những cái ngày đầu các bạn biết là khi lực lượng mà làm ở đây mọi người cũng biết rồi. Phạm Công Huyền ấy, chị ấy không nói gì, mình chỉ mơ tới chị, mơ hai lần, không ai chỉ cho mình là vị trí là nằm khu vực nào, vì mình nằm ở đây gần một tháng, mình những cái khu vực tìm kiếm thì mình quá quen thuộc, những đoạn nào vị trí như nào thì mình quá quen thuộc. Thật luôn, chứ còn về sau này chắc chắn sẽ bị ám ảnh một thời gian. À, về ám ảnh lắm, nhưng mà cũng chẳng sao cả. Để đi giúp đồng bào mình mà. Mình Việt Nam mình nó chỉ có một dòng máu là da vàng và máu đỏ da vàng mà. Đi giúp đồng bào. Mình mông nó rộng lớn quá. Nếu mà giả dụ như nó bé mà trong ngày mà có vận chuyển được đất đi, đào đến đâu vận chuyển đi đấy nhá, mình cho dàn xe mình về làm ngay. Thề với các bạn. Nếu mà vận chuyển đi được. À, mình dùng Zippo nhé. Không nọ ai bảo mình mua tặng mình cái lược chải đầu mới lại dầu gội chưa thấy gửi cho mình ở trên làng nủ không nhé. Từ hôm mình vào là được 4 đồng bào các bạn nhé. Từ hôm khi các lực lượng chủ lực rút về nhận nhiệm vụ khác của các lực lượng, vì thời gian quy định tìm kiếm nó chỉ có 15 ngày. Mà mình lên được 4 đồng bào, mà khi mình không lên được những đồng bào đấy coi như là đào sâu chôn chặt là nằm trong đất ấy, không bao giờ có cơ hội đâu. Đấy là nói thật sự mọi người như thế, chứ không phải là mình kể công gì ở đây. Nếu mà mình không về mình làm cái thứ thì còn từ thời điểm đấy mà kết hợp với các lực lượng thì nhiều lắm, xe chở đồng bào mình đêm cũng chở. Lúc ấy có hôm 8 giờ anh em nó bảo tìm được đồng bào, anh ơi điều xe xuống chở về đầu trên để làm các thủ tục. Mình cũng anh em lái xe nó cũng ok thôi, nó bảo đi. Em thì em cũng lo lắng rồi các thứ làm đây. Nói chung là em thì sức khỏe em cũng không được khỏe lắm, nhìn béo này béo bệnh lắm, chân tay rồi mắt mũi thì nói chung là mình về đây được cái là thực ra là không biết là như thế nào, nhưng mà cũng có người phù hộ ấy, đồng bào chắc cũng phù hộ ấy. Vì chiến đấu gần một tháng như thế mà cũng không thấy gì, cũng không thấy oải lắm, mà nó chỉ người nó chỉ đơ, nó mệt là do mình cũng là mình hút thuốc, nó tác động thuốc nó căng cái bộ não ấy, là mình hút thuốc nhiều và nó căng não lên, đêm mình lại không ngủ nữa thì cái não của mình nó cũng phải nghỉ, đến giờ đêm nó cũng phải nghỉ, nó hoạt động như mình như thế thì nó cũng mệt. Đấy. Hôm qua thì ở đám cưới xong thì ngay lên luôn rồi. Lên với đồng bào. Không quần chiếu được đâu, nếu mà làm quần chiếu thì mình đã là dân máy xúc, mình đã làm được như nào, mình đã là hết sức. Nói chung là có bao nhiêu chất xám là mình đổ vào đây rồi. Có bao nhiêu chất xám là mình đã đổ hết vào đây rồi. Mưu vào hết đây có bao nhiêu những loại người ta gọi là, nói thì xin phép các bạn mà mưu hèn kế bẩn. Đến những cái mưu mà mình đã dùng phải vào đến đây là các bạn biết là như nào. Là tính toán rồi đường đi nước bước. Mọi thứ là mình phải tính toán, cân nhắc. Vẫn chưa thấy đồng bào nào. Giang Nguyễn Vinh Giang ơi, vì cái hôm kia là không xin được, sợ không xin gia hạn là phải làm thông chưa, cố gắng là đẩy tiến độ làm thông chưa vì cái điểm mình khả nghi. Là mình bảo anh em mà thôi, vì đồng bào ăn uống thì thay nhau ăn, mỗi thằng về ăn chắc 10 phút làm bát cơm ở chỗ láng, 10 phút xong bắt đầu là lại ra làm. Đấy là ngày hôm kia, hôm qua là gia hạn từ hôm qua.
Lượng đất này thì không thể cuốn chiếu được vì có những cái chỗ nó rất là sâu, nên là không cuốn chiếu được. Mình chỉ tính trên cái bản đồ của mình là cái lưu lượng khi là nó bị từ cái chân, từ cái núi Con Voi nó hất xuống thì nó sẽ hất về những cái điểm nào, ví dụ như là những cái chỗ nào có ngầm, có vị trí nó trũng xuống thì mình làm. Nhà mình Nguyễn Bơi, mình thì mình không báng bổ gì vấn đề về tâm linh. Người ta bảo rồi, sống ở cuộc đời là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Mình thì mình không báng bổ, mình nó theo mình hai quan điểm là duy tâm và duy vật. Mình không báng bổ, mình không nói xấu hay là như thế nào cả. Nhưng mà đôi khi là cũng thấy nản thực sự, là khi là các thầy, mình thì mình không vơ đũa cả nắm nhá. Trong này có những bạn xem thì các bạn cũng chia sẻ với các thầy là mình không vơ đũa cả nắm, mình không nói xấu về ai hay là như nào cả. Có những cái vị trí mà các thầy chỉ mình thấy nó vô lý đùng đùng. Đây nha, mình phóng cho các bạn xem cái đoạn này nhé. Đây các bạn nhìn thấy cái bụi đâu nhỉ, cái bụi chuối ở chỗ gần cái cột điện mà chỗ kia đấy, các bạn nhìn cái bụi chuối nhá. Thầy bảo là đào bụi chuối lên có người nằm. Mình nói thật với các bạn này, đất thì đấy thì là đất củ, bùn thì không tràn về, máy xúc đi trên đất mà thầy bảo là đấy có hai người nằm. Thế bây giờ mình thì nói thì bảo là nói thì nói ra thì bảo báng bổ. Thế mình bảo là bây giờ đất củ bùn không trôi về, thì bây giờ đào đất củ lên thì trước khi bão lũ là người chui xuống đấy để trốn à? Nói thật thì mọi người bảo đừng có báng bổ. Mình thì mình không báng bổ những cái chuyện tâm linh, mà cái gì cái đúng thì thôi. Mình vì mình thực tế địa hình, thực tế mình làm ở đây mình biết nó như thế nào. Mình biết nó như thế nào, các thứ nó như nào chứ không phải là không. Thầy còn bảo là gửi biếu mình mấy trăm nghìn tiền dầu, nhà thầy ở Hà Nội thầy không lên được. Mình bảo là nếu mà thầy có tâm thực sự muốn giúp đồng bào làng Nủ, giúp chính quyền, giúp em, chủ yếu là đồng bào, em nhờ anh em cộng đồng mạng đến tận nhà thầy rước thầy lên xe, chở thầy lên đây, cơm bưng nước rót, thầy chỉ ra chỉ chỗ em đào có đồng bào, mỗi một đồng bào biếu thầy 100 muỗng nước. Mình không mắng bổ cái vấn đề tâm linh nhưng mà nó đúng thì thôi. Mình thì mình không 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 báng bổ nhá, mình không báng bổ, mình không nói xấu ai, vì là đối với mình là bác sĩ cũng là nghề, mà thầy bói cũng là nghề, mà cô giáo cũng là nghề, máy xúc cũng là một nghề. Mình không báng bổ, mình không nói xấu ai. Mẹ bây giờ đất thì đất củ, bảo mình đào lên ở đấy có hai người, trong khi đó bùn thì không tràn về cái khu vực đấy, đào cái gì? Thế tôi hỏi à, tôi hỏi mọi người thế đào cái gì ở đấy? Xong thầy bảo thầy gửi trên dầu. Nên nghĩ nó, mình thấy bảo chịu chết với các thầy, với các nhà ngoại cảm. Còn có những cái thực ra là cũng mình thì mình nói thật này, trong mình thì cuộc sống của Lương thì không vơ đũa cả lắm, mình không nói xấu ai. Có những thầy thầy rất là tốt, thầy từ ở địa bàn Quảng Nam, ở Quảng Nam nhé, tỉnh Quảng Nam nhé, đi máy bay ra Hà Nội xong rồi là nhờ anh em ở ngoài này đón đưa lên đây ở với mình 2 hôm để tìm những cái vị trí mình nào mình không không lên không lên. Thầy bảo cái này nó cũng là do xác suất, thầy cũng tâm sự với mình, thầy là do xác suất em ạ, chứ không phải là cái gì cũng ấy cũng đúng. Nhưng mà mình cái chân tình mình quý thầy là thầy nghe khi miền Bắc mình nó bị bão lũ quét như thế, mất nhiều người như thế, thầy bỏ tiền ra, bỏ kinh phí ra mua vé máy bay từ Điện Bàn Quảng Nam, thầy bay ra Hà Nội Nội Bài xong có người đón lên đây. Đấy, có những người mình rất là trân trọng, ví dụ như có những cái thầy ở tận dãy núi Ninh Bình lên đây chỉ. Thầy bảo là thầy cũng đi xe ngày đêm lên đây với em để thầy chỉ, nhưng mà mình lên 2-3 vị trí thì cũng không có gì. Mình thầy bảo thôi thầy cũng xin phép là thầy chào Lương thầy đi về, mình cũng chẳng nói gì, mình bảo vâng em cũng cảm ơn, là thay mặt bà con làng Nhủ là cảm ơn thầy. Chứ mình cũng không báng bổ cái vấn đề là tâm linh.